Rồi, hello anh em. Này này có mấy con chim nè. Anh em cần cứ alo ha. Này ăn mà. Nói chung chim này phát trong chắc 10 ngày nó mới có giao nha. Nó ăn cũng mạnh nhưng mà chưa có đạt. Hiện tại là có một cặp vỏ tòng với mấy rùa bay anh em, cặp chim. Nó còn dơ cánh nè, nhỏ xíu à. Mấy nhỏ còn đang tập ăn, ăn yếu xìu. Một cặp gin nha. Về một con một cặp. Hai con lẻ dòng 08, hàng 08 lẻ không à. 08 lẻ à. Với hai con này, hai này sinh đôi nè. Một trứng nó hai con nè. Hàng này là thổ cà lâm với máy út vườn nha. Cặp chim này là cặp chim mình mới ghép mình tâm đắc nhất nha. Thổ cực kỳ phê. Anh em mà chủ nhận thổ thì bắt. Nhìn đá. Chúng chỉ còn nhiêu đây thôi anh em, hết rồi. Chỗ đổ thì nó còn nhỏ xíu à. Chứ chỗ đổ anh em đặt em giao hết rồi. Nói chung cái giống mà cặp sinh đôi này là nó có máu 30 nha anh em. Này nước là nó có máu 30 hết. Nó có máu 30 nên nước cụ chắc khá khủng á. Thổ cà lâm nó cũng ghê lắm. Cái con như vàng, vàng đỏ xanh à. Chồng. Tướng nó cũng được lắm tại nó còn nhỏ. Tướng chưa bể hệt, bể tướng ra nè, nhìn sống. Này 08 nè. 08 này hai mẹ, khác mẹ hết nha. Nếu cần cứ alo cho em ha. Giá cũng dễ chịu nè. Rồi. Chung cũng cảm ơn các anh em rất nhiều. Hôm nay ủng hộ quá trời luôn em. Thực sự là giờ đến lúc hiện tại là em hết chim luôn. Chim to là em hết luôn rồi đó. Nạn 08 nè. Mang cái chơi điên nè. Cái dòng này là gù cũng khá lắm em, nó cũng 8-10 với con CD30 á, nó gù khủng lắm, gù siết bỏ được dữ dằn lắm nha. Dùng chim lúc rài bể lắm này mày, lúc rài mấy tay bán chim mày bể dữ lắm rồi. Thành cặp mới ghép đá mái hoài luôn, thúc thúc chứ đá mái hoài. Dùng chim lúc rài bể lắm này mày, mấy anh kia anh bể dữ lắm rồi. Xì lúc này xì mấy anh chim kiểu lông nè. Bỏ bỏi đồ nhiều lắm chơi không được nữa nên chim em mày được cái là chơi nhiều khi không có hay mà đã gấp bạn em thôi chứ nước gù là có nha. Đây nè, lòng trống không à, lòng trống với tầng cu mái không à. Con này là chim Việt nè, con này mồi đại ca lúc xưa của em nè. Anh em nào theo dõi em từ thời chim Việt biết mồi này cho mượn hôm nay mới bắt về nè. Quýnh ngon lắm, còn kêu ngon lắm nè, mà nó hụt người lắm, hụt em rồi nha. Mà quýnh bình thường, quýnh là bao ngon. Mình chim này em không bán nha. Chim này cũng em để kỷ niệm chơi. Chim này hút chai không có bài bản gì. Mình đứng gù cứng thôi. Đây con chim nọc nè. Chim tơ là chỉ còn mọc này, con này hai con nè. Đây con 30 nữa là ba con nè. Với con mái là bốn con. Mà mấy con này thì chưa dám ăn. Ba con này là chưa dám ăn trống này nè. Con nó chưa ăn trống nữa, hết luôn rồi. AV thì chim nhỏ xíu à. Con này DC30 nè. Con này thì ở nhà ở trong đây ít gái lắm, em mà phơi nè, ra ngoài cây ra ngoài lộ đó là nó bắt đầu nó gái. Ào ào ào. Cái giống này nó ưa thuộc rừng lắm. Nhưng mà chưa thể hiện được.
chim giống này nó chậm chơi lắm. Nói chung nhiều anh em chịu giống này lắm, tại vì nó nước gừng nó tốt, chậm nổi nhưng mà người ta chơi chậm nhưng mà chắc. Người ta chịu giống này dữ lắm. Giống này em bán hot cực kỳ luôn nha. Ra nhiều hết nhiều. Giải như chim bổi vậy. Giống 57 còn được con này. Con này khả năng trống, không biết trống, nhát quá. Hồi nhỏ em thấy con này nó bo lắm, nhưng mà cũng chưa chắc ăn nè. Bo bo chứ nhiều khi cũng máy hay bà. Vậy hết chưa rồi. Con này con nào giờ quên luôn anh em. Con này 08. Quay lên cân chim con ở đây nè. Trời nó đá lộn. Nó lộn nữa vậy. Bạch bạch bạch. Đá con chim kia nó bị tét cái lỗ tai luôn. Nhìn qua em vô chim không có nhà. Em chưa bắt ra nữa. Thiếu mà. Đá chim con kia mấy khào luôn. Đâu rồi ta? Nè, em thấy cái mặt đó rồi. Tét lỗ tai luôn. Đá vậy. Này mẹ thổ nè. Mẹ thổ 02 hay gì nè. Chớp rồi. Rồi. Nhìn đã. Đây còn con cừu đương cặp hốt dừa nè. Cặp này để lại xài tiếp. Tiếp tục. Nói chung lai tạo thêm những hàng khủng hơn nha anh em. Nói chung mấy con này thì bán vẫn bán, nhưng mà nó giá nó hơi rác nha anh em. Vì giống này chỉ còn được mấy con này thôi. Em để em lai tạo thôi. Nói chung được giá cũng bụp à. Mua bán mà. Anh em thích thì mình chịu thôi. Nhưng mà được giá nè. Có giống này mới nè. Giống này mới, giống này phóng khá dữ lắm. Con lẻ nhưng mà cặp viên em bán đó nè. Thấy cũng hung hăng lắm á. Đá nó te tôi luôn. Tét hạt luôn nè. Thiệt tình. Đá hả? Chướng cái gì? Đá quá à. Sao mà chạy cái mặt vậy? Không hiểu nổi. Còn như đây nè. Nói chuyện chục con à. Thấu hút vừa của em nè. Chơi nè, bữa mới có con ai xảy vậy, bay đậu đây nó bay, nó bo nó ra bài mà chưa căng hết luôn. Vàng này em giao hết luôn. Giờ còn 4 con này, bán 2 con ra tặng 2 con xong hết chim luôn. Tại vì con số chim nói chung nó cũng đạt yêu cầu anh em. Giờ nó không ưng em cũng tặng mấy anh em nuôi kiển em tặng hết nè. Mấy anh em mua chim thường xuyên em tặng. Anh tặng gì vui chơi thôi chứ. Con này làm như đá ăn không được, cái lượng bé ngót. Để hồi em bắt em kiểm tra thử kìa. Nhìn đã. Rồi anh em mà cần chim non cứ alo cho em ha. Chim tơ hết rồi anh em ơi. Còn mấy con lắc đác.